phiên bản mới Thương Hải Bồng Lai, thiên nhiên vật ngoại tầm tiên khách, vạn lý kình kỵ Tiêu Dao Du, tuyệt kỹ chấn phái trăm sông về biển, thuộc tính huyền công, đặc điểm ngoại công đánh cận chiến, đảng trung hoành kinh vũ lưu ba, kiếm phần âm dương tung hoành tứ hải, bằng phi hải âm tải thượng du, trảm trường kình thừa phong ngự vân. Hoạt động mới Thúc Hà Mỹ Ảnh. Bản đồ mới Thúc Hà Cổ Trấn. Cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác, tất cả có trong phiên bản mới Thương Hải Bồng Lai. Trải nghiệm ngay! Thiên Long Mobile TNG, trực tác kiếm hiệp kim